văn phòng luật sư vi phạm họ chuyên lo luật di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, làm visa, thẻ xanh, đầu tư. Chào, đây là luật sư di trú vi phạm họ, văn phòng vi chuyên về bảo lãnh gia đình, fiancé visa, với là học sinh qua đại học. We help people stay and come to America. Có văn phòng tại Sài Gòn, Việt Nam, tư vấn miễn phí 619-997-7493. Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay với luật sư Vi Phạm Hoc. Chào luật sư Vi. Chào bà con, chào chị Vân. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua, thưa quý vị và thưa luật sư, thì chúng ta nghe rất là nhiều về cái tiêu đề, cái topic gọi là deportation, tức là trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, những người di dân mà bất hợp pháp, phải không luật sư? Hay là những người có thẻ xanh nhưng mà là những người tội phạm, trong đó có người Việt Nam của mình nữa. Và thời gian gần đây thì chúng ta cũng nghe về một cái chữ tên là Sanctuary Cities, tức là cái nơi trú ẩn an toàn. Thì ngày hôm nay luật sư Vi sẽ cùng gửi đến chúng ta những cái thông tin mới nhất về những cái kế hoạch trục xuất sắp tới. Thưa luật sư, Vân Anh được biết là trong cái chương trình về di trú của Tổng thống Donald Trump thì tiểu bang California của chúng ta lại có một đưa ra một cái program tên là Sanctuary Cities. Thì luật sư có thể giải thích Sanctuary City là cái gì và tất cả tiểu bang California hay là chỉ có một số nơi, thưa luật sư vậy? It's for people that không có status. Có nghĩa là tại sao là một là ở lậu, là 100% là ở lậu. Cái Sanctuary City là cái gì? Cái Sanctuary City là để cho người ta có thể ở một cái trong tiểu bang và một trong city, nhưng mà especially cái city nghe, tại vì sanctuary cities chứ không phải là sanctuary state. Cho nên nhiều người hiểu lầm là Cali, ví dụ Cali đây là hết cái tiểu bang mình là sanctuary state. Không có phải như vậy bà con. Sanctuary là chỉ có cái city thôi. Ví dụ San Diego là sanctuary city, là như thế nào, là ví dụ tôi ở lậu đi, người cảnh sát không có thể hỏi cái tình trạng của tôi là như thế nào. Có kiểu là cô Vi có phải là cô có cái visa hoặc là cái green card hay là không. Không, police không có thể nói như vậy. Police có thể nói khi nào là khi mà tôi phạm tội. Criminal phạm tội rồi với hỏi được. Nhưng mà nếu mà không có bị gì hết mà chỉ có stop về cái traffic light thôi thì không có quyền hỏi như vậy. Với là cái điều thứ hai nữa quan trọng là ví dụ bị bệnh hay là bị accident mà mình đi emergency room là cái người ở đó không có thể hỏi mình là cái status của mình như thế nào. Nhưng mà cái deportation là rất là quan trọng với cái sanctuary city là như vậy, là để cho bà con yên tâm mà ở trong cái một cái thành phố của mình, không có sợ hãi về mà di trú có thể bác mình đi. Nhưng mà bây giờ là Tổng thống Donald Trump là ổng muốn làm không có còn sanctuary cities nữa. Có nghĩa là sao? Là cái local police của mình với là cái di trú, nó gọi là ICE, là hai người phải hợp tác với nhau để giúp deport, có nghĩa là trục xuất bà con mình hoặc là người nào mà ở lậu. Cho nên ông Trump ổng rất là muốn như vậy, nhưng mà sanctuary city là phải là cho bà con yên tâm mà ở. Và cho đến ngày hôm nay thì không còn nữa, mà cái chương trình trục xuất của Tổng thống Donald Trump sẽ được thực hiện rất là mạnh trong thời gian sắp tới, phải không luật sư Vi? Tại vì cái Sanctuary Cities đã không còn nữa tại California. Dạ không, nó giờ vẫn còn hả? Dạ, mình còn fight, mình đang fight với nhau, cho nên không phải là không có. Nhưng mà Donald Trump đó, Tổng thống Trump đó, là tại sao là cái rất là aggressive về trục xuất khi mà ổng lên tổng thống. Tại sao? Tại vì thường thường trục xuất là cho mấy người mà criminals, tội phạm rất là ấy thôi. Nhưng mà giờ nó có là người không có tội phạm cũng là bị pick up on the street. Cho nên cái đó là it's not good. Luật sư Vi, có nhiều người cho rằng cái chuyện mà trục xuất đã xảy ra rất là lâu rồi, từ thời tổng thống Obama thôi. Dạ đúng rồi. Luôn, chứ không phải là từ thời của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà tại sao bây giờ thì mọi người có vẻ chú ý nhiều hơn, luật sư?
Là tại sao như vậy? Tại vì under President Obama đó, là mọi người không biết là có biết hay không, nhưng mà deportation under Obama đó là nhiều nhất. In history. Nhiều hơn là Tổng thống Trump phải không? Nhiều hơn. Không biết là bà con có biết vậy không? Nhưng mà tại sao mà giờ mình pay attention hơn về Donald Trump? Là tại vì Donald Trump, President Trump là người nào President Trump cũng muốn trục xuất hết, chứ không có phải là người mà có criminal records. Cho nên vì vậy mà bà con rất là sợ hãi là như vậy. Tại vì văn phòng Vi có người gọi rất là nhiều là wow. Về sợ hãi. Với đó, với lại cái thứ hai nữa là mình có thẻ xanh, nhưng mà không phải là mình có thẻ xanh là mình không có bị trục xuất. Luật hồi nãy luật sư nói là những người di dân lậu, luật sư có thể định nghĩa thêm về cái chữ luật di dân lậu là như thế nào không? Như thế nào gọi là lậu? Lậu là có nhiều cách lậu lắm. Lậu thứ nhất là hồi mình còn trẻ, ba mẹ mình đem theo, ví dụ là nước Mỹ, ba mẹ theo. Lậu thứ hai là mình ở quá cái visa mình. Cũng là lậu. Lậu. Cái thứ ba là lậu là mình có cái thẻ xanh, nhưng mà cái thẻ xanh mình bị lái đi tại vì mình commit cái crimes, rồi mình người ta muốn trục xuất mình nhưng mà mình lại trốn. Ở lại mình trốn, cái đó là cũng là lậu. Dạ vâng. Và vì thế cho nên trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ nghe rất là nhiều những cái tin tức về cái chương trình trục xuất sắp tới của Tổng thống Donald Trump. Và nếu mà nói về chương trình di trú đó luật sư, thì Vân Anh cũng được biết là sắp tới cái lịch di trú bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam sang rất là khó. Tức là chúng ta chỉ được bảo lãnh cho những người trực tiếp thôi, thí dụ như cha mẹ thôi, phải không luật sư? Dạ, thưa chị, cái đó nó là cái tin nó là như vậy, nhưng mà chưa là thành luật, chưa chính thức thành luật. Cho nên vì vậy mà Vi muốn nói lại là nếu mà bà con muốn bảo lãnh anh chị em hay là ba mẹ gì đó là mình phải làm bây giờ, nhanh thì là nhanh bây giờ. Dạ, phải nhanh là tại sao? Tại vì cái luật nó chưa ra, cho nên giờ mình có thể bảo lãnh được. Nếu mà luật nó ra thì dĩ nhiên là mình không bảo lãnh được. Nhưng mà có một cái điều Vi muốn nói cho bà con là như vậy nè. Khi mà mình có thẻ xanh đó, không có nghĩa là mình ở được ở đây luôn. Tại vì nếu mà mình phạm tội là người ta có thể trục xuất cho mình đi về Việt Nam. Trừ khi là mình ở đây trước khi 1995 thì cái chuyện đó là chuyện khác. Là mình có thể ở đây, có thể làm được, nhưng mà mình không có thể làm quốc tịch hoặc là mình không có thẻ xanh. Với những người đã có quốc tịch Hoa Kỳ rồi nhưng mà tội phạm thì có bị trục xuất không luật sư? Dạ thưa không chị, tại vì là mình đã được quốc tịch nước Hoa Mỹ rồi. Dạ, vâng. Cho nên rất là vậy. Cho nên thưa quý vị, các nhân Vân Anh thì nghĩ rằng cho dù chúng ta là quốc tịch hay là thẻ xanh đi chăng nữa thì chúng ta ráng làm sao khi sống ở đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta tuân thủ luật lệ của Hoa Kỳ, đừng có phạm tội, phải không luật sư? Thì để không có xảy ra những cái tình trạng đáng tiếc này, luật sư có thể cho quý vị khán giả được biết là con số của bao nhiêu người gọi là undocumented immigrants, tức là những người di dân lậu? Giờ bây giờ đó là người ta nói là 11 triệu lận đó chị. 11 triệu là tất cả hay là... Tất cả. Và luật sư, cái tỷ lệ của người Việt Nam mình thì nhỏ thôi so với những sắc dân khác phải không luật rất sư? Rất là nhỏ. Và cho nên thời gian gần đây thì người Việt Nam mình mới chú ý tới cái vấn đề này. Giống như luật sư nói là trong thời của Tổng thống Obama thì ông đã trục xuất rất là nhiều người, cái con số rất là lớn trong lịch sử luôn hả luật sư? Đúng rồi. Nhiều khi chúng ta không có để ý tới. Và như vậy thì có những cái trường hợp nào mà có thể văn phòng luật sư có thể giúp được trong cái vấn đề deportation này không luật sư? Văn phòng có thể giúp được, nhưng mà giống như Vi nói đó là tôi nói đó là phải tới văn phòng là tại sao deportation đó là nó rất là khó khăn, chứ không có phải là nhiều lần bà con gọi văn phòng đó là nói luật sư Vi ơi tôi có cái này cô giúp được không, không có thể nào là tại sao, tại vì là người luật sư đó là Vi phải coi hết cái hồ sơ từ khi mà người ta commit cái crimes cho tới bây giờ với là consult được, chứ không có thể là điện thoại đâu. Cho nên bà con đi với Vi hay đi với người nào gì cũng được, nhưng mà phải là đưa hết cho hồ sơ cho luật sư ngó cẩn thận mới là được. Và mỗi người có một cái trường hợp khác nhau cho nên không thể nào trả lời qua phone được phải không luật sư? Mà phải đến văn phòng, phải có luật sư phải xem qua cái hồ sơ để có thể gửi đến quý vị những cái sự trả lời chính xác nhất. Và thưa quý vị, một lần nữa Vân Anh xin nhắc lại, luật sư Vi vừa mới giải thích với chúng ta về sanctuary cities, tức là
liên bang họ đưa ra những cái luật lệ là họ có quyền, chúng ta đi xe ngoài đường mà cảnh sát mà stop chúng ta lại thì có quyền hỏi là chúng ta có thẻ xanh hay không, cái tình trạng di trú của chúng ta như thế nào. Và tiểu bang California trong thời gian vừa qua thì đã có những cái thành phố, tức là cảnh sát trong cái thành phố đó không được quyền hỏi về cái status của cái người, nếu người đó không có là phạm tội, phải không luật sư? Đúng rồi. Nhưng ngày hôm nay thì cái đó nó vẫn rất còn là mong manh. Chưa có đi đến một kết luận, vẫn còn trong tình trạng fighting, tức là hai bên vẫn còn debate với nhau, phải không luật sư? Dạ đúng rồi, với là không biết bà con có nghe không, nhưng mà mấy tháng này đó là giống như trong tòa di trú vậy đó chị. Cái ICE nó tới cái tòa di trú mà nó còng người mà ở lậu đó, cho nên vậy mà cho nên mình vừa nghe cái chuyện về Sanctuary City là như vậy. Cũng được nghe nói rằng cái chi phí để deportation, tức là trục xuất cũng rất là cao, phải không? Trục xuất rất là cao. Cho nên cái fight này về cái Sanctuary City đó là nó rất là quan trọng. Là tại sao? Tại vì nhiều lần bà con mình ở lậu, nhưng mà bà con mình ở rất là hiền lành, pay tax nè, không có bận tội gì hết, nhưng mà lại bắt vừa bị trục xuất. Nhưng mà mấy người mà crimes á, lại người ta lại ở trong cái nước Mỹ này free thì cái đó không có fair. Dạ vâng. Và thưa quý vị, chúng ta chờ xem trong những ngày tới thì cái chương trình trục xuất của Tổng thống Donald Trump sẽ diễn tiến ra như thế nào. Văn phòng của luật sư Vi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những cái cập nhật, những cái thông tin mới nhất. Và một lần nữa, quý vị có tất cả những thắc mắc liên quan tới bất cứ một cái chương trình nào về di trú, đoàn tụ, du lịch, du học sinh, và đặc biệt là chương trình EB5, một lần nữa hãy gọi cho luật sư Vi 619-997-7493. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào khán giả và chị Văn Anh. Cảm ơn luật sư. Xin kính chào quý vị.